bánh canh cua trị giá 700 ngàn chỉ vỏn vẹn 3 cái càng cua, có phải là tô bánh canh mắc nhất Sài Gòn không? Hello cả nhà, nhắc tới chỗ này chắc cả nhà sẽ biết nè, bởi vì ở đây được mệnh danh là quán bánh canh cua vỉa hè bán mắc nhất Sài Gòn. Mận biết tới chỗ này vào năm 2018 á, bởi vì khi đó là dậy sóng cái tô bánh canh cua trị giá 300 ngàn. Hồi đợt 2018 thì Mận cũng đã từng ăn tô bánh canh 300 ngàn rồi, lúc đó thì Mận có live stream. Bẵng đi thì bây giờ cũng 4 năm rồi ha. Mới hôm trước Mận thấy Hoàng Lam Foodie đăng cái tô bánh canh 500 ngàn, Mận mới kêu Lam dắt Mận qua đây ăn để coi cái tô 500 nó khác gì cái tô 300 hồi xưa, mà trời ơi qua đây còn phát hiện thêm những cái càng siêu bự luôn. Mận kêu tô bánh canh 500 á thì cái cô chủ quán bánh canh cô hỏi Mận là hôm nay chơi tô 700 không, tại vì hôm nay cổ mới có hàng càng cua size đại, hàng đẹp, hàng hiếm gì đó. Đắn đo một hồi thì ok, lỡ rồi chơi luôn. Cái tô hồi nãy cổ mới làm á là cái tô 200 ngàn á mọi người, còn đây là cái tô 700 của Mẫn nè. Nếu mọi người ăn thập cẩm hình như là còn có bò viên, tôm với lại thịt nữa, nhưng mà còn Mẫn á thì Mẫn chọn một cái tô cua không thôi. Tuy nhiên là cái tô bánh canh 700 ngàn thì của Mẫn á thì chỉ được 3 cái càng cua size đại thôi. Mà bánh canh thì chắc chắn phải có sợi bánh canh rồi, sợi bánh canh được bỏ ở trong nồi nước lèo luôn á, bởi vậy nó rất là thấm nước lèo nha. Còn nước lèo ở đây thì nó sền sệt. 3 cái càng cua ở trong cái tô này của Mẫn thì nó rất là bự và cầm cực kỳ nặng tay luôn nha mọi người. Ngoài ra thì còn có khoảng 4 cục huyết rồi 4 cái bánh nổi với lại vớt được thêm một miếng thịt cua nữa nè. Sợi bánh canh ở đây á thì nó hơi mềm và không có dai. Cái bánh nổi á thì ở đây làm rất là ngon. Còn về nước dùng á là Mẫn thấy ăn được chứ không phải là xuất sắc. Và nước lèo đó có một cái mùi khét khét á thì quán nói đó là cái điểm đặc trưng của quán. Đây nha, bây giờ mình sẽ xử cái càng cua đầu tiên nha, chấm với lại một miếng nước mắm ớt nè. Phải khen ở đây á là càng cua thịt rất là tươi và chắc thịt, ngọt thịt. Mà mấy cái càng cua này là size đại, size bự luôn nha. Thịt cua rất là dày, mà công nhận á những người tách cua hay ghê luôn, làm sao có thể tách mà giữ nguyên cái thịt cua của cái càng như vậy được ta. Tuy nhiên là hồi trước muốn ăn tô 300 thập cẩm á, vừa có thịt vừa có tôm, có bò viên và có rất nhiều càng cua cũng kèm với lại nhiều thịt cua nữa. Còn cái tô 700 lần này á, tuy là cái càng cua to và thịt ngon chắc thiệt, nhưng mà chỉ có 3 cái càng cua thì mắc đúng không. Cũng đắn đo lắm mới kêu thử tô 700 á, 4 năm rồi quay lại ăn cho biết chứ sót tiền muốn xỉu.